quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung những màn cầu hôn gây chấn động showbiz Việt 2023, người chủ động kết hôn chồng, người cầu hôn giữa sự kiện. Sư mẫu Minh Tú cầu hôn bạn trai ngoại quốc. Ngày 23 tháng 11, Minh Tú gây bất ngờ khi đăng tải clip cầu hôn bạn trai. Buổi cầu hôn của Minh Tú và người yêu diễn ra tại quê nhà của Chris, tên thân mật người yêu của Minh Tú, ở một vùng quê nước Đức. Để thực hiện màn cầu hôn, nữ siêu mẫu tiết lộ cô đã âm thầm học tiếng Đức. Cô muốn diễn đạt trọn vẹn nhất để cả gia đình Chris có thể hiểu được những lời cô chia sẻ. Đó như một lời hứa, cô sẽ yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng Chris trong những chặng đường sắp tới. Được biết, chuyện tình cảm của Minh Tú và bạn trai đã có hơn 10 năm, thăng trầm, có những giai đoạn cả hai chia tay rồi tái hợp. Trước đó, cô cũng đã thoải mái chia sẻ câu chuyện này trước công chúng. Đây là cái kết đẹp cho chuyện tình của Minh Tú sau khoảng một thời gian dài, cô dành thời gian hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt. Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai 5 năm. Chiều ngày 6 tháng 12, Võ Hoàng Yến làm cả showbiz chú ý khi đăng tải bức ảnh cầm tay bạn trai và đeo nhẫn cưới bằng vàng. Được biết, thời điểm đó, Võ Hoàng Yến có chuyến công tác tại Thái Lan nên hẹn bạn trai bay từ Mỹ về để kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại đây. Chân dài đã lên kế hoạch cầu hôn từ trước. Tuy nhiên, tình huống khá đơn giản, tự nhiên và đặc biệt là ngập tràn cảm xúc hạnh phúc. Tuyết Lan sắp cưới sau màn cầu hôn ở Pháp. Người mẫu Tuyết Lan, 33 tuổi, nhận lời cầu hôn của bạn trai, bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh hồi tháng 3 trong chuyến du lịch. Khi đang ngắm cảnh ở Remis, anh tiến đến quỳ gối với chiếc nhẫn trên tay khiến người mẫu bật khóc, nói, 1.000 lần em đồng ý. Ngày 18 tháng 12, cô cho biết đã chụp ảnh cưới với hôn phu tại Rome, Italy và sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 2 tháng 3 năm 2024 ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ quyết định về chung nhà sau 4 năm gắn bó. Tuyết Lan gặp Thiện Khanh sau vài tháng ly hôn chồng Việt Kiều vào tháng 9 năm 2019. Người mẫu lúc đầu từ chối nhưng dần bị anh thuyết phục bằng sự chu đáo, dịu dàng. Đoàn Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My ở nhà hàng trên cao. Đoàn Văn Hậu bí mật lên kế hoạch trao nhẫn cho Doãn Hải My tại một nhà hàng trên cao ở Hà Nội hồi tháng 9. Lúc đầu, cô nghĩ chỉ là buổi hẹn hò bình thường, nhưng khi đến địa điểm thì vỡ òa cảm xúc. Người đẹp nói lời đồng ý vì cảm nhận được tình yêu chân thành, tinh thần sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân từ bạn đời. Cặp sau nhanh chóng đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới ở Thái Bình ngày 11 tháng 11 và Hà Nội 26 tháng 11. Bạn trai cầu hôn Á hậu Phương Anh giữa sự kiện. Hồi tháng 4, Phương Anh dự show thời trang ở Phú Quốc. Chồng cô, doanh nhân Đức Hồ lên kế hoạch cầu hôn Á hậu trên cầu lúc hoàng hôn. Khoảnh khắc anh trao nhẫn vào hôn bạn đời nhận tiếng reo hò của nhiều khách mời. Cả hai làm đám cưới vào tháng 10, quy tụ dàn sao showbiz. Họ quen nhau hơn một năm, chủ yếu yêu xa khi Đức Hồ học tiến sĩ ở Anh. Phương Anh cho biết bạn trai quan tâm, tâm lý, ủng hộ cô theo đuổi hoạt động trong làng giải trí. Fashionista Khánh Linh nhận lời cầu hôn trên du thuyền. Cô được bạn trai doanh nhân cầu hôn trong chuyến du lịch Phú Quốc hồi tháng 4 khi đang ngắm hoàng hôn trên du thuyền giữa biển. Vũ Minh Công bất ngờ quỳ gối, đưa nhẫn, Khánh Linh bật khóc vì hạnh phúc. Cả hai làm lễ ăn hỏi hồi tháng 11, tổ chức hôn lễ gọn nhẹ đầu tháng 12. Họ gắn bó 6 năm, từng trải qua thử thách trước khi về chung nhà. Hồi tháng 7 năm 2022, cả hai chia tay do không tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, tính cách nhưng hàn gắn đầu năm nay vì nhận ra không thể thiếu nhau. Hồ Quang Hiếu cầu hôn Tuệ Như sau 3 tháng hẹn hò. Khoảnh khắc trao nhẫn diễn ra tại một nhà hàng ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 4. Hồ Quang Hiếu giấu bạn gái, nói rằng chỉ là bữa ăn tối đơn giản. Khi Tuệ Như không để ý, anh rút nhẫn cầu hôn, giọng ca công bướm xuân về Cà Mau hỏi vợ hôm 2 tháng 8, tổ chức theo phong cách vùng đồng bằng sông Cửu Long như ngồi xuống máy. Cả hai quyết định về chung nhà sau thời gian ngắn tìm hiểu. Tuệ Như kém chồng 17 tuổi, tự nhận còn thiếu kinh nghiệm sống, nhưng tin sẽ sớm cân bằng nhờ có chồng hỗ trợ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.